Vừa qua, báo điện tử Tầm Nhìn có nhận được đơn cầu cứu của hộ kinh doanh Trần Nho Số, trú tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Nội dung đơn cầu cứu như sau. Năm 2018, gia đình ông Trần Nho Số có thuê mảnh đất của gia đình ông Ngô Văn Tùng, trú tại tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ, để kinh doanh cửa hàng ăn uống. Quá trình đàm phán, trao đổi, hai bên đã có thỏa thuận dân sự và ký hợp đồng thuê nhà và đất với thời hạn là 5 năm. Nếu một trong hai bên phá vỡ hợp đồng, sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo luật định. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 4 năm 2020, ông Ngô Văn Tùng đã tự ý phá vỡ hợp đồng với lý do đã bán đất và yêu cầu gia đình ông Trần Nho Số phải bàn giao lại mảnh đất cho bà Bé là người mua đất. Quá trình mua bán giữa ông Tùng và bà Bé, gia đình ông Số không hề hay biết. Ông Tùng cũng không thông báo và không thỏa thuận với ông Số. Nghiêm trọng hơn nữa, vào đầu tháng 6, ông Ngô Văn Tùng đã thuê người đến để cắt cửa, đập phá mái nhà lập bằng pro xi măng, chở cát, gạch đến đổ trước cửa nhà ngăn cản gia đình ông Số kinh doanh. Khi những người lạ mặt đến đập phá, cắt cửa, ông Số đã liên hệ với chính quyền địa phương để can thiệp và giải quyết giúp gia đình. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng không có mặt. Cũng trong nội dung cầu cứu của ông Trần Nho Số cho biết, vào khoảng 17 giờ 15 phút chiều ngày 21 tháng 1, hai bố con ông Ngô Văn Tùng và Ngô Mạnh Linh là cán bộ công an huyện Vân Hồ đã đến gặp gia đình để nói chuyện về việc thuê nhà giữa hai bên. Tuy nhiên, quá trình trao đổi để nói chuyện dẫn đến tranh luận, Ngô Mạnh Linh đã có những cử chỉ, lời nói vi phạm điều lệnh công an nhân dân. Sự việc đã được xác nhận qua văn bản số 961 của công an huyện Vân Hồ. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Vì điều kiện khó khăn, chúng tôi đi lên đất Mộc Châu này làm ăn. Đến anh em giới thiệu, thuê nhờ giới thiệu cho tôi về cái mảnh đất này là của ông Ngô Văn Tùng, tiểu khu Sao Đỏ 2. Bắt đầu tôi thuê của ông Tùng là từ năm 2018. Trong quá trình thuê thì chúng tôi mới hoạt động được có 2 năm. Ông Tùng đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, mà hợp đồng của tôi còn có giá trị đến hết 2023. Giờ đây ông Tùng đã bán đất cho người khác và thuê người ngăn chặn quán cơm của chúng tôi và làm tê liệt, không hoạt động được nữa. Những hành động của ông Tùng từ khi xảy ra và đến tận ngày hôm nay, tôi đã báo cáo đến cơ quan chính quyền địa phương. Từ những xe gạch đầu tiên ông Tùng thuê người hoặc dẫn người đến đập phá là vào ngày 6 tháng 6. Tôi đã điện trực tiếp và báo cáo tất cả, nhưng cũng không có cơ quan chức năng nào vào can thiệp cho chúng tôi. Để làm rõ nội dung mà gia đình ông Trần Nho Số cầu cứu gửi đến báo điện tử Tầm Nhìn, ngày 7 tháng 7 năm 2020, báo điện tử Tầm Nhìn có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La làm việc với phóng viên và cung cấp thông tin về sự việc với nội dung như sau. Nguồn gốc diện tích đất của gia đình ông Ngô Văn Tùng đã bán và đang xảy ra tranh chấp với ông Trần Nho Số là đất gì? Chủ sở hữu là ai? Ủy ban nhân dân huyện có nắm được sự việc hay không? Khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng của xã, huyện đã có động thái như thế nào? Cụ thể, mặc dù đã được Ủy ban nhân dân huyện ra phụ trách trả lời, tuy nhiên, phòng chuyên môn cụ thể là phòng tài nguyên môi trường khước từ trả lời phóng viên với lý do công văn của huyện giao thì phòng sẽ trả lời huyện và không trả lời báo. Với lý do trên, phóng viên đã liên hệ bằng điện thoại với ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ. Qua điện thoại, ông Nguyễn Huy Anh cho biết đã giao cho phòng chuyên môn là phòng tài nguyên môi trường làm việc với báo. Khi phóng viên trình bày việc phòng chuyên môn khước từ việc trả lời báo, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ nói rằng
để tôi gọi điện cho phòng. Đối với nội dung cầu cứu của gia đình ông Trần Nho Số, qua trao đổi với ông Vũ Văn Dũng, Chánh Văn phòng Ủy ban dân huyện cho biết, nội dung giữa ông Ngô Văn Tùng và ông Trần Nho Số, huyện cũng đã nắm được. Tuy nhiên, hiện tại cơ quan chức năng là Công an huyện, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát đang tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ bởi sự việc mang tính chất dân sự, hợp đồng thuê đất giữa hai bên. Để người dân kinh doanh sống trong cảnh màn trời chiếu đất như vậy, trách nhiệm sẽ thuộc về cơ quan nào? Trong khi người dân đã có đơn và thông báo với chính quyền địa phương, cụ thể là Ủy ban dân xã, Công an xã Vân Hồ và Ủy ban dân huyện Vân Hồ. Câu trả lời xin gửi về cơ quan chức năng của huyện Vân Hồ cũng như tỉnh Sơn La. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.